và hy vọng là chất lượng thi đấu của trận đấu này sẽ không bị suy giảm đi. Và nguồn phát bóng của cáo thủ Lưu Biên, mặt sân đã bắt đầu chen chượt đi dần vào đây là Coi rất lìa không bao vẫn còn đó thành hỗ trợ kịp thời cho các đồng đội. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục, tình huống quá rồi Coi sẽ đến không bao câu lạc bộ Lưu Biên. Rất Nguyên bóng gì cơ, rất Nguyên bóng chân rất Nguyên không bao. Chúng ta cùng đợi xem tình huống giữ điểm tổng rất Nguyên không bao. Tình huống rất tốt, giữ điểm không gì nguy hiểm cả. Chúng ta cùng đợi xem pha bê không bao. Chơi bóng đó là Dương Thông, nguy hiểm quá không bao. Lực không thành công, tình huống lộn xộn. Tuấn Đạt, Minh Luân, và đó là Minh Luân thực hiện tình huống tạt bóng không bao. Luân phát cú bóng lên khá hay, cơ đến tuyệt vời không bao. Lợi thế dành cho cầu thủ Lưu Biên. Minh Luân xuất sắc không bao. Câu lạc bộ Lưu Biên đã thắng, xuất sắc bao. Một không dành cho Lưu Biên. Bàn thắng là của cầu thủ Bắc Lào số 22. Để đón chờ xem một trận đấu thứ hai. Trận đấu trong khuôn khổ bóng đá thủ câu lạc bộ Xuyên Á, bó trắng đang cố gắng để gần pressing để gỡ lực không bao. Cái sút điểm không bao, cái không bao. Bộ công anh thì có sút điểm của bộ công anh. Đường chuyền không thành công của Giang Thành, Thành Phát, Thành Phát xuất sắc không bao. Chúng ta cùng đợi xem tình huống dứt điểm đang nguy hiểm quá không bao. Phải xem lại việc bố trí hàng công của họ không bao.